quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Lan chạm mặt Thanh Bình thoải mái chào hỏi chồng cũ. Dù mới ly hôn cách đây không lâu, Ngọc Lan chạm mặt Thanh Bình không hề ngượng ngùng né tránh. Ngược lại, cả hai coi nhau như bạn bè. Ngọc Lan Thanh Bình từng là cặp vợ chồng nhận được sự yêu mến của khán giả. Theo đó, họ ngưỡng mộ vì thấy cách nam diễn viên ân cần chăm sóc gia đình khéo léo, đảm đang bếp núc. Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ mãi hạnh phúc, thì cuối năm 2019 cặp đôi chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Tuy nhiên, đôi diễn viên đều cư xử đẹp với người cũ, thậm chí Ngọc Lan vẫn treo ảnh Thanh Bình trong nhà. Gia đình Ngọc Lan Thanh Bình trước đây vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Thông qua kênh YouTube cá nhân, Huy Khánh chia sẻ những trải nghiệm của anh trong cuộc sống. Mới đây nhất, nam diễn viên đăng vlog khi có cả sự xuất hiện của Ngọc Lan Thanh Bình. Cụ thể, Huy Khánh đá bóng cùng với nhiều nghệ sĩ để gây quỹ từ thiện. Dù trời mưa, Ngọc Lan vẫn đến cổ vũ các đồng nghiệp thi đấu, trong đó có cả chồng cũ. Huy Khánh và Ngọc Lan vốn là bạn bè thân thiết. Ngọc Lan và các nghệ sĩ đến cổ vũ các cầu thủ đá bóng. Ban đầu, khoảnh khắc Ngọc Lan chạm mặt Thanh Bình khiến Huy Khánh bối rối. Về sau, diễn viên cô dâu đại chiến trở thành người kết nối hài hước, giúp không khí vui vẻ hơn. Nghe đến cụ chồng từ anh bạn thân Huy Khánh, Ngọc Lan chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Tưởng rằng Ngọc Lan sẽ thấy ngại ngùng khi gặp lại Thanh Bình, nhưng bất ngờ xảy ra khi cô tỏ ra khá thoải mái. Cặp đôi chạm mặt dưới sân bóng, thậm chí còn bắt chuyện với nhau. Huy Khánh tạo không khí vui vẻ của buổi đấu bằng cách trêu chọc Ngọc Lan xem cụ chồng đá bóng. Thanh Bình thấy Ngọc Lan câu đầu tiên liền hỏi con đâu rồi. Đáp lại, Ngọc Lan nói bé ở nhà, nãy em đính cho đi mà bé ngủ. Cả hai đều cư xử nhẹ nhàng như những người bạn thân thiết. Là người ngoài, Huy Khánh chia sẻ, tôi giúp cho hai bạn ấy gặp nhau vui vẻ để gắn kết với nhau hơn. Câu đầu tiên khi hai bạn ấy gặp nhau sẽ hỏi là con đâu, nói chung họ rất là thương con. Ngọc Lan cho biết đi xem đá bóng là trải nghiệm vui vẻ. Ngọc Lan Thanh Bình là một trong số các cặp đôi sau việc ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt và dành những lời đẹp đẽ cho nhau. Thậm chí mới đây cả hai còn nhận tham gia chung một dự án nghệ thuật, không ngần ngại thể hiện tình cảm trong những cảnh ôm hôn nhau. Bởi lẽ cả hai muốn sau này nhóc tì không phải đón nhận những thông tin chẳng hay về đấng sinh thành. Hy vọng cả Ngọc Lan Thanh Bình sẽ sớm có hạnh phúc trọn vẹn hơn.